Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án, những quả kèo A-Rock cũng như Clam chất lượng Túc gửi tới anh em. Ở video này thì Túc hướng dẫn anh em ăn chia bull giải thưởng A-Rock này là lên tới là 2.000 BUSD. Tổng giải thưởng này là mỗi anh em làm vụ chatbot thì anh em sẽ nhận được 2 BUSD, hai một đô hai hai đô nó đâu đó gần 50.000. Và top red anh em sẽ nhận được là top 10 red đấy, anh em sẽ nhận được là 700 BUSD. Top 10 red thì mình cũng không ham hố gì, có ham hố thì cũng không được, được chưa? Con này đến từ dự án ZFM đấy, nó con này là mới nhá, râu râu mới luôn, được chưa? Cái con đợt hôm 2-3 hôm trước cái mình có hướng dẫn anh em ấy, đấy là con FFM coin hình như vậy ấy. Con này thì là nó ăn chia tổng bull giải thưởng đến 2.000 BUSD, BUSD, TUSD, nói chung là đại loại như thuộc cái dạng USDT ấy, được chưa? 2.000 đô. Rồi, đường link con này mình có để dưới phần mô tả khi em kích vào ấy, kích start cho mình. Đó, sau đó anh em nhập captcha đại loại như 23 cộng 0 ấy, nó bằng 23 thì anh viết ra gửi đi. Rồi và bắt đầu là hiện là cứ bước cho em chiến. Bước đầu tiên anh em thể chiến ở trên cũng được mà chiến ở dưới cũng được nha, nhưng mà mình chiến ở dưới cho nhanh. Nó xoay group cũng như trên yêu của nó này. Rồi, join này. Ok. Sau đó tiếp tục join Telegram. Join rồi nhỉ. Follow trên Twitter, like, retweet bot lại cái bài viết của nó. Cái bài viết này nó vừa đăng mà. Anh cho tao dõi này. Dạ. Đây, kèo này là kèo nó vừa ra được 22 giờ thôi. Rồi em sẽ là thả nó của team kích cầu mũi tiền đảo chiều này. Rồi anh em sẽ ấn vào phần tweet lại cho mình này. Ok dạ. Rồi sau đó thì anh em tiếp tục đăng ký kênh YouTube để anh kích vào nha, vì lý do bản quyền nên mình không thể kích vào được, anh kích vào đăng ký này quay ra mình hướng dẫn tiếp này. Rồi khi đăng ký xong thì anh em tiếp tục là follow trên Telegram Twitter. Rồi kèo mới ra, rồi follow kênh nó rồi thả nó có tim kích mũi tiền đầu chiều, tiếp tục anh em sẽ ấn tweet lại cho mình. Dạ. Rồi sau đó thì tiếp tục là anh em sẽ là join Telegram group của nó này. Rồi join rồi thôi ạ. Rồi sau đó thì anh submit cho mình. Bắt đầu anh em sẽ nhập mail của anh em vào nhá. Rồi khi anh em nhập mail của anh em xong thì anh em gửi đi này. Đừng anh em lấy email của mình nhá. Rồi khi gửi mail xong thì anh em lấy profiling, yêu cầu profiling trên Twitter để em kích vào hồ sơ của anh em. Rồi sau đó thì anh em kích vào góc phải trên ba gạch cái ba chấm đấy, rồi ấn chữ trẻ này. Sau đó anh em kích vào phần sao chép và khai nhân tạo. Để ra tìm cụm từ ở đây, kích vào đó. Ok xong, khi mà sao chép xong thì anh em tiếp tục là quay sang gửi cho nó này. Rồi dán đi và gửi đi này. Rồi cái địa chỉ profiling đấy, profiling của kênh YouTube thì anh em quay sang YouTube cho mình. Rồi quay sang kênh YouTube đi thì em kích vào phần kênh của anh em, rồi kích phần góc phải trên ba chấm ấy, rồi ấn phần chia sẻ cho mình. Sau đó anh em tiếp tục vào sao chép vào khai nhân tạo, rồi anh em sẽ quay sang gửi cho nó này. Gửi đi này. Ok, sau đó retweet link. Retweet link thì anh em lại quay sang Twitter này, lấy retweet link này. Đây, cái retweet link này, rồi em kích vào phần dưới cho mình này. Rồi anh em sẽ kích vào phần sao chép liên kết này. Ok. Sau đó thì anh em quay sang gửi cho nó này. Rồi anh em giết cho mình. Rồi địa chỉ BEP20BC, anh em quay sang ví trước thuộc MetaMask em lấy địa chỉ khi mà nó phân phối cái địa chỉ và ví cho anh em. Mấy anh em cái phần này nhận này, sao chép địa chỉ ví này. Ok. Sau đó thì anh em sẽ dán gửi đi. Ok, đã hỏi anh em đã join tất cả các kênh này của nó chưa? Chưa join thì anh em có thể join, mà join rồi thì anh em có thể bỏ qua. Cứ join cho nó uy tín. Đấy, khi mà nó về anh em có thể là xóa đi cũng được, nhưng mà join khi đang làm AirDrop thì anh em có thể là join để cho nó uy tín tí, được chưa? Rồi, anh em bấm vào giờ AirDrop cho mình. Rồi anh em bấm nó bay đến cho dư nào. Ok, nó đã ghi nhận anh em nhận được 2 cái đồng BUSD. Và đây đường link để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái BUSD này. Khi nào mà nó phân phối về nào đó mình sẽ ra video cụ thể thông báo.